Sơn, huyện Cẩm Khê là một trong xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Phú Thọ. Cả xã có 4.500 dân, nhưng 2/3 số dân nơi đây đều là hộ nghèo. Đây cũng là lần đầu tiên những người dân ở đây được thăm khám miễn phí theo một cách chuyên nghiệp như thế này. Khi được các cô, các chú, bác sĩ và y tá ở dưới thành phố về vùng miền núi, chúng em thì cảm thấy rất vui và vinh hạnh. Cảm ơn tất cả các cô, chú, bác sĩ và y tá. Không chỉ tổ chức thăm khám cho người dân địa phương, tập thể cán bộ công nhân Bệnh viện Hồng Ngọc còn tổ chức trao một tủ sách thiếu nhi. Đã được khám về tai mũi họng, em cảm thấy rất là vui và vinh dự. Em thấy bác sĩ khám rất là tận tình, luôn quan tâm đến bọn em. Hôm nay chị rất là vui bởi vì làm trong công tác giáo dục mà lại có những cái đoàn từ thiện đến để động viên, tức là động viên cán bộ công nhân viên nhà trường. Và đặc biệt lại là có những cái món quà tuy rất là nhỏ bé tới các em học sinh ở một cái vùng quê xa xôi hiểu lánh này. Chị rất là xúc động bởi vì bản thân mình cũng đã kết nối để đón nhận được những cái đoàn từ thiện đến với học trò của chị. Thì cũng là một cái nguồn động viên để thúc đẩy trong quá trình công tác giảng dạy của các thầy giáo, cô giáo và cũng hỗ trợ cho các em học sinh một món quà nhỏ. Chương trình trao vòng tay nhân ái do Bệnh viện Hồng Ngọc tổ chức. Với cái tinh thần người Việt Nam lá lành đùm lá rách thì những cái nơi mà có điều kiện hơn như là Hà Nội, các cơ quan ở Hà Nội chúng tôi có điều kiện thì mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên những người dân ở đây được thăm khám miễn phí.